Cái gì vậy? Yay! Hả? Oh! Chào buổi sáng! Bắt đầu ngày mới tuyệt vời thôi! Đúng vậy! Oh, hay là... thế này! Vậy hả? Mình cũng làm được! Thú vị nha! Nhìn cậu có tóc sang chảnh vậy không? Làm gì có! Tóc tớ đục lắm! Còn có cả hoa nữa này! Thế chứ? Ôi, mình cũng cài hoa được chứ bộ! Hoa này! Mà cài sao nhỉ? À, khó chịu thực sự! Eo! Để coi nào! Mình cần cái gì đó để dính! Vậy là ổn! Biến mấy cái kẹp này thành vụ kiện xinh xẻo nào! Chỉ cần thêm vài thứ nữa thôi! Bạn thấy chứ? Dùng bút bắn keo để tạo ra một hình dễ thương nào! Mình chọn màu xanh dương, mình thích nè! Các bạn thấy đường vẽ xinh xắn này không? Tiếp nữa nào! Dài hơn luôn! Sắp được rồi! Các bạn biết cách làm hình xoắn ốc to bự chưa nào? Nó sẽ cứng lại để giữ hình dạng luôn ý! Như thể mình tự làm một cái lò xo luôn! Nhún nhún nè! Rồi đặt cái kẹp lên tóc nè! Những màu sắc này nhìn vui nhở? Thiệt! Tớ suýt quên mất phần quan trọng nhất luôn! Lọn tóc của cậu xinh y như cậu luôn! Xem cậu ấy lắc hông kìa! Ở nhà đúng là hợp lý luôn! Chị đang xem gì vậy? Nè, cho em miếng với! Mơ đi! Ơi, xin lỗi! Cho em nè! Em thích vàng lắm á! Dẻo quá trời! Mia ơi! Sao? Miếng nữa hả? Rồi rồi, một cục thôi nhé! Tuyệt! Này Mia! Sao nữa? Em vẫn thèm á! Chị hơi bị keo kiệt rồi á! Nhưng có lẽ em biết cách nè! Thiệt! Chôm chĩa thôi! Đưa kẹo dẻo cho em! Thả ra! Nói chung là mình cũng thông minh phết! Không ngờ em lại dám nhét tay vào cái tô! Khoan! Sao dính vào tay em thế kia? Biết rồi! Đợi chị chút! Ngon quá! Mình cần vài món dụng cụ thôi! Muốn xem cách làm không nào? Nhét kẹo gấu vào vòng silicone này nha! Đừng để nó trôi ra ngoài nha! Sau đó thêm một đống quanh cái vòng! Mình sẽ chọn màu của cầu vòng! Chỉ cần đổ resin lên mấy con gấu thôi! Rót thật đều qua mấy bé gấu nè! Và khi đã xong thì chờ chút thôi! Ok! Ngày mới đến rồi! Nghĩa là vòng tay đã hoàn thành! Mình sẽ lấy nó ra khỏi cái khuôn silicone! Và cứng cáp lắm rồi thấy chưa? Vừa tay mình lắm luôn nè! Lại đây với chế nào! Thích không? Wow! Chị mua ở đâu đấy? Trong vòng có gấu dẻo hả? Thôi đừng hỏi nữa! Chón ghê! Biết sao không? Cho bé nè! Thật ạ! Ủa, lấy đi! Hôm nay đúng là tuyệt lắm luôn! Chuẩn đó! Nè, quá trời vỏ sò luôn á! Mình thích bé màu trắng này! Về nhà với chị nào! Bé này còn xinh hơn ý! Ôi! Wow! Cậu xinh quá à! Thế như tụi mình có cùng gu đó nha! Ấy chà! Cái vỏ này chắc có sức mạnh siêu nhiên nè! Nó mang cờ rớt đến với mình mà lị! Yay! Tớ sẽ giữ cậu mãi mãi luôn! Giờ tụi mình có gì nhỉ? Cũng xinh phết à nha! Này Olivia! Cái gì đây? Mấy cái vỏ sò này toàn đất thôi! Đừng để ý chị nhá! Mia! Trời ơi! Vỏ sò quý giá của mình! Trời ơi! Vô tình thôi mà! Chị quá đáng quá đỗi thật sự luôn! Tình yêu của mình thế là hết! Không sao đâu! Không sao hồi nào! Đằng kia có gì nhỉ? Biết rồi! Mình có thể dùng nó để sửa cái vỏ sò! Xem mà học hỏi nè! Mình sẽ cho hết vỏ sò vào ngay đây! Nó sẽ không như vậy quá lâu đâu! Lấy hai cái cốc nhựa trong nào! Và đổ chút resin vào đó! Khi đã xong một ly thì đổ tiếp vào ly kia! Hoàn hảo! Và giờ đến phần vui nhất rồi nè! Tô màu nào! Nhưng tụi mình chỉ cần vài giọt nho nhỏ thôi! Một chút thôi là ổn lắm rồi đó! Tụi mình cần phải khuấy thật kỹ nữa nha! Giờ sử dụng mấy quả bóng này thôi!
Và không, tụi mình chưa cấn thổi nó đâu. Nhưng các bạn thì nó co giãn chứ nè. Tụi mình sẽ tận dụng điều đó. Các bạn sẵn sàng xem vỏ sò biến thành một thứ mới tanh chưa? Chỉ cần cho từng mảnh của nó vào bóng bay thôi, sẽ hơi lâu xíu nhưng cực kỳ xứng đáng á. Rồi lấy cả đống tâm ra nào. Sau đó dùng một cái để chọc qua miệng thổi của bóng bay. Bạn có thể sẽ cần mạnh tay tí xíu á. Khi đã đâm được hai cây thì hãy để nó lên ống nghiệm này nha. Giờ mình dùng resin có màu thôi. Chỉ cần đổ thật chậm vào trong bóng bay thôi. Và khi đã đầy thì tụi mình sẽ đợi xíu. Các bạn muốn xem kết quả chứ nào? Thể nào cũng xịn lắm luôn. Khuyên tay vỏ sò nè. Trông có đầy không chứ? Này Olivia ơi! Cái gì á? Khuyên tay vỏ sò chứ sao nữa? Nhìn diễn giò quá đi. Nhìn tuyệt hơn như vậy nhiều phải không nào? Chị tuyệt thật ý Mia. Tìm bộ lọc chuẩn khó thật sự luôn. Cười nào. Wow, chỗ này vui quá à. Chào mấy gái. Cậu có mang mũ không? Đương nhiên là có. Đáng yêu chứ nè. Ôi, xứng đáng một tấm ảnh đó. Tác tớ với nha. Ai mà biết là buổi picnic này cần mang theo mũ chứ. Mình phải làm gì to? Hình như may mắn đến rồi đó. Hả? Gì vậy? Cậu ấy ổn chứ? Cậu bị hôm đấy à? Sao lại nhìn mình như sinh vật lạ vậy? Đừng khóc mà Olivia. Nè, cho mượn đó. Cảm ơn. Cơ mà mình có cách này hay hơn nhiều nè. Xem đây. Úp vỏ quả dưa hấu xuống đất nè. Rồi lấy bút 3D ra thôi bà con. Bắt đầu ở đỉnh quả dưa nha. Tạo một cái chấm và vẽ một đường dọc theo quả dưa. Khi đã được như vậy thì tụi mình sẽ tô vào bên trong các khoảng trống này. Làm hai ô một lần nha. Và cố đừng chia lại chỗ trống nào nhé. Giờ đi một đường xuống đây. Một đường nữa nè. Nối nó lại nha. Tô bên trong y như hồi nãy nè. Hình như chúng mình phải vẽ hết xung quanh á. Những đường sau này chỉ là trang trí mà thôi. Giờ thêm vài chấm đen lên phần màu đỏ nè. Các bạn thấy thiết kế này có quen thuộc không? Tớ sẽ cho mọi người gợi ý. Nó lấy cảm hứng từ dưa hấu á. Đây là hạt giống chứ gì? Giờ thử cái này đi bé. Em bảo là thích mũ phải không? Chà, chị làm cho em mũ cực độc luôn nè. Mọi người có thích không? Wow, em đội luôn đây. Con bé vui chứ kìa. Nè, tự tớ sẽ đăng hình của cậu. Ý là, còn tấm hình nào cưng hơn chứ? Cô tê ghê. Wow, bữa tiệc này quá đã. Này, mấy cái đèn ngầu dã man luôn. Nào, cứ từ từ. Bình tĩnh như chị nè. Trời đất ơi, là kê bên phải không? Chào, không biết có món snack nào ngon lành không ta? Olivia ơi, con bé đâu rồi? Olivia, Olivia. Hả? Rồi, em ở đâu? Em ăn snack thôi mà. Ơn rồi. Để em làm cho chị chết mất. Em phải tỏa sáng như mấy ngôi sao kia mới được. Dùng một cái que kem to đùng như vậy nè. Và cả kim tuyến xinh đẹp nữa. Càng lấp lánh càng tốt luôn. Đã đến lúc đổ resin vào rồi. Mình sẽ cần một lượng vừa phải. Chỉ cần đổ nó vào một chiếc ly nhựa thôi. Đừng nhiều quá nha. Giờ rắc kim tuyến ngay lên trên. Khuấy thật kỹ bằng que gỗ nha. Bạn thấy nó đặc cỡ nào chưa? Vậy nghĩa là đến lúc để nó nhỉ rồi. Nhưng lần này hãy dùng hộp nhựa nhỏ nhỏ như vậy nha. Và cẩn thận đổ hỗn hợp ngay lên trên. Mẹo nhỏ cho bạn á. Càng rắc chậm thì càng đỡ bừa bộn. Giờ mình sẽ chờ chút. Lấy ra khỏi khuôn được rồi đó. Như nhựa cứng luôn nhỉ. Chỉ cần xỏ nó vào dây chuyền là xong rồi á. Theo mình thì nhìn hơi bị xinh luôn ấy. Đưa cho Olivia nào. Nè. Wow, dây chuyền này sáng như sao luôn ý. Giờ chị sẽ dễ tìm thấy được em. Chào nha. Mình thích bài này lắm luôn. Chào gái. Woohoo. Ow. Khoan, chắc mình vẫn thấy con bé. Ủa, nó mất tiêu rồi. Ôi không. Ủa, hình như có gì nè. Sáng kìa, mình thấy ánh sáng. Olivia ơi. Ủa, sao lại có cây chổi này? Thôi kệ đi, tìm thấy con bé là được rồi. Không ngờ chị lại làm lạc em tiếp luôn.
Nè, của chị đây. Ôi, cảm ơn. Vậy mới thấy đường nè. Rồi ơi, nếu em là Olivia thì cô là ai chứ? Xin lỗi cô nhiều nha. Nhỏ này khùng ghê. Thôi được rồi, em không được rời ra khỏi chị. Giao hàng cho cô Julia. Mong là cưng thích cái này. Không biết là quà gì nhỉ? Ồ, là một cái lược sang chảnh á. Không ngờ là anh nhớ mình thích cái này luôn. Cuối cùng cũng có một anh chàng chịu lắng nghe lời mình. Xem cái áo này nè, không dối tí nào. Bé cây thích không? Đỡ ngứa ghê. Khỏe không Julie? Hả? Ngoài trời gió không ta? Tại tôi thấy tóc cậu hơi rối ý. Có gì đâu mà nhìn. Chạy thêm vài đường thôi nè. Kìa Julie, tôi có phải cún đâu. Bỏ tay luôn. Chạy nhiều thì tóc đẹp thôi mà. Rối mất rồi. Sợ. Ngoài. Mà ơi, lực sang lực chảnh của mình. Leo sẽ chia tay mình mất. Trời ơi, tới bên cách để giúp cậu nè. Trẻ nào, tớ sẽ thử mọi cách. Lược bị mất lông sao? Bạn chỉ cần dùng bút 3D thôi à. Nhưng mà mẹo này sẽ hơi lâu đó nha. Ngon lành nhé. Lông chải xịn sò nè bà con. Nhìn hết rể con bà bè nhỉ. Không thể tin nổi. Cảm ơn cậu. Chào nha. Ui, gió to thế. Chào cô cưng. Tóc anh rối thế. Đừng lo, để đấy em. Nương hả? Chuẩn. Vướng rồi anh ơi. Thôi tụi mình đi luôn đi. Nhưng anh đừng soi gương nhé. Tổng vệ sinh nhà đúng là thích. Lần cuối mình lau cái này là hồi nào vậy? Tập trung nào. Đừng làm rơi bỏng nha. Cẩn thận. Này, tôi chẳng thấy gì hết hả? Julie ơi, nhìn màn hình kìa. Ôi không, họ định làm gì nhỉ? Ôi hộp muốn vỡ tim rồi. Cẩn thận chứ ông ơi. Trời ơi, người chơi 456 sắp thua rồi. Sự căng thẳng này làm tôi đói meo rồi. Cậu kề cái này hơi lâu rồi đấy. Bao lâu rồi cậu chưa tắm thế hả? Phải gì thôi. Thơm nức rồi nhé. Mọi người biết sao không? Bày trò giải trí nào. Đầu giấy bảng đến đây. Ta-da. Nhưng chúng ta chưa xong đâu. Dùng keo đen để tô viền mặt nạ này. Khi đã xong, hãy dùng gỗ để tạo ra hình dáng như vậy. Rồi dùng cái giải thế này và dính mọi thứ lại với nhau. Ngon lành. Rồi đặt nó lên mặt nạ bằng giấy bạc nè. Sau đó dùng keo đen để làm mặt nạ. Bước này sẽ cần nhiều kiên nhẫn đó. Xong 1/4 rồi. Tiếp theo là vẽ đường ngang nhé. Tôi đã nói là sẽ phải kiên nhẫn còn gì. Rồi đến nửa kia nè. Thời gian cho nhanh như cún chạy ngoài đồng luôn. Giờ đến phần màu trắng. Nhìn đã quen thuộc chưa cả nhà? Nếu mọi người đã xem trò chơi con mực thì hẳn phải biết cái này là gì rồi ha. Nhìn sợ nhỉ? Chỉ một tập nữa thôi. Tập trung nào. Chào gái. Hả? Có phải? Không thể thế được. Đừng làm tôi đau. Tôi không chơi đâu. Bị lừa nhé. Nhìn hay quá vậy. Tôi cũng khéo tay quá nhỉ. Nhìn hơi bị thật phải không? Em là em bé thủ công của tớ á. Julie, nhìn kìa. Cậu cũng làm nhỏ kia hả? Tôi biết tớ chết liền á. Thế thì nó là ai vậy? Chạy lẹ đi máu ơi. Chào Julie, cái cốc mới của tớ xinh không nè?
Nhìn cứng thế. Cho tớ xem với. Mơ đi cái đủ tay trơn. Thì thôi. Mình phải tìm chỗ để giấu hẻm đi mới được. Mấy cái kệ đó cao đấy. Julie sẽ không với tới đâu. Bác ghế lên cũng không tới đâu. Bye bye. Cậu ấy đi rồi phải không? Đến lúc ngắm nghía em cốc rồi. Sắp tới rồi. Nhón thêm xíu nữa là được. À, tuyệt. Thôi toang. Không thể tin nổi. Mình sắp bị xử rồi. Phải giấu tang vật đi thôi. Chắc cậu ấy không tìm dưới này đâu nhỉ. Bút 3D của mình. Có khi mình lại sửa được. Bắt đầu bằng bước vẽ hình với giấy bạc nè. Khi đã vẽ quanh miếng này xong thì để nó khô rồi lấy ra. Sau đó là cho trí tưởng tượng bay xa nè. Bắt đầu với một trái tim đỏ tươi nha. Đừng quên tôi bên trong nhé. Hãy vẽ các đường thẳng lên xuống thế này. Và xong rồi nè. Mình phải cực kỳ rón rén. Đấy. Má ơi. Xem nào. Cái cốc này xinh quá đi. Bạn có định sử dụng những món thủ công hay ho này không nè? Hãy cho tụi tớ biết và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè cũng như đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé.